Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc, bốn nữ tiếp viên hãng Vietnam Airlines vận chuyển ma túy qua đường hàng không và bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3 năm 2023 vừa qua. Mới đây, lãnh đạo Bộ Công an cho biết đã truy xét, lật lại nhiều manh mối, đồng thời đã tiến hành bắt giữ khoảng 200 đối tượng có liên quan đến vụ việc này. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 và chiều mùng 3 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình vận chuyển ma túy theo phương thức mới vào Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, cơ quan này luôn xác định tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Từ tội phạm ma túy sẽ dẫn tới trộm cắp, cướp giật, cướp của. Do vậy, việc tổ chức công tác đấu tranh được chỉ đạo quyết liệt sát sao. Gần 6 tháng qua, lực lượng công an đã phát hiện khởi tố trên 13.000 vụ án liên quan đến ma túy, với trên 20.000 trường hợp, thu giữ trên 14.225 kg heroin. 4.023 kg ma túy tổng hợp, 998.203 viên ma túy tổng hợp và 210 kg cần sa. Qua đấu tranh, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết nổi lên một số hiện tượng, trong đó đặc biệt là nổi lên trường hợp người nước ngoài câu kết người trong nước để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Tiếp theo là tình trạng người nước ngoài lợi dụng các tuyến hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy tại các sân bay của Việt Nam. Ngoài ra còn có các đối tượng nhập cảnh, quá cảnh để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ hoặc đưa sang nước thứ ba. Lấy ví dụ điển hình là vụ tiếp viên hàng không sách ma túy. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau khi phát hiện, Bộ Công an đã truy xét, lật lại các manh mối để bắt giữ khoảng 200 người có liên quan. Việc này chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Ông Sô nói và cho biết, việc vận chuyển ma túy thông qua đường hàng không đang có diễn biến phức tạp. Thứ ba, ông Sô nêu tình trạng sử dụng ma túy tại vũ trường, quán bar và nhà cao tầng tại một số địa phương. Nguyên nhân là một số chủ cơ sở còn làm ngơ trước tình trạng này. Ông Sô cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc chặn nguồn cung, nhưng điều quan trọng hơn là phải giảm nguồn cầu, giảm số người nghiện ma túy. Tính đến ngày 15 tháng 3, tổng số người nghiện và sử dụng ma túy có 223.906 người con số này giảm 8.043 người so với thời điểm 15 tháng 12 năm ngoái. vị trung tướng cho biết thêm mục tiêu hiện nay là phải giảm nguồn cầu, làm sao để các khu dân cư, thôn xóm không có ma túy, giúp người nghiện cai nghiện ma túy, phải để dân nghe đến ma túy phải ghẻ lạnh bài trừ. Ngoài ra báo chí cũng đề cập đến vi phạm pháp luật trong việc cấp khống hay bán giấy chứng nhận sức khỏe. trả lời ông Xô cho biết việc này xảy ra rất lâu ở nhiều địa phương công an và các lực lượng đã tiến hành ngăn chặn nhưng chưa ngăn chặn được triệt đề. Chính vì nhu cầu rất cao của người dân để đi lao động, xin việc, học lái xe, liên quan bảo hiểm xã hội, thậm chí là chạy tội nên vấn nạn này vẫn tiếp diễn. Thậm chí có bệnh nhân nam giới lại có giấy chứng nhận viêm bộ phận của nữ giới, hay là có người cụt hai tay vẫn được cấp bằng lái xe vì có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe. Hoặc các hiện tượng chạy tội thì lấy giấy chứng nhận có vấn đề về tâm thần xảy ra ở rất nhiều địa phương. Lấy ví dụ về vụ việc ở Đồng Nai, ông Sô cho biết, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 18 đối tượng và sẽ khởi tố trong thời gian sớm. Đặc biệt, hiện tượng vừa rồi đa số là cho những người nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội, có giấy khám sức khỏe trên toàn thành phố Biên Hòa. Bước đầu qua khám xét thu giữ 135.000 giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, 400 tờ giấy khám sức khỏe ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám sức khỏe kết quả bước đầu xác định có hai đối tượng cầm đầu cấu kết móc nối với các đối tượng tại các phòng khám trên thành phố biên hòa thực hiện hành vi viết viết thêm giả chữ ký của người khám sức khỏe để lập các hồ sơ rút tiền bảo hiểm xã hội tất cả đều là những người lao động nghỉ việc với lý do không chính đáng nhưng bảo hiểm xã hội vẫn phải chi trả đầy đủ tiền vì lý do có bệnh lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm xã hội cho công nhân trong khi thực tế công nhân không bị bệnh không đi khám bệnh nhưng các phòng khám này vẫn được hưởng tiền khám chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho nhà nước. Hiện Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội để xử lý theo pháp luật. Trong thời gian tới sẽ có kết quả. Đây là một trong những vụ án nghiêm trọng về ma túy của nước ta, cho thấy sự táo tợn của loại tội phạm này khi ngang nhiên vận chuyển ma túy qua đường hàng không và có thể là còn qua nhiều phương thức khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc trong các bản tin tiếp theo